Kính thưa toàn thể hội nghị, hôm nay tôi rất là vinh dự và vui mừng có mặt ở đây để mà trình bày một cái chủ đề liên quan tới là cái phiên hô hấp nhi của chúng ta, đó là vai trò của các cái dụng cụ phân phối thuốc trong điều trị hen ở trẻ em. Thì nội dung của bài trình bày của tôi gồm có cả cái phần như thế này. Thì tại làm sao mà chúng ta có được cái phiên cái bài hôm nay? Đó là phân phối thuốc khi dùng là một cái biện pháp rất là quan trọng trong điều trị các cái bệnh lý hô hấp cũng như hen ở trẻ em. Và cái việc sử dụng thuốc theo cái đường tại chỗ hay là đường hít đó là một cái ưu tiên chọn lựa ở trẻ em do những cái lý do là thuốc nó đưa trực tiếp đến phổi, thuốc nó tác dụng nhanh, nó ít tác dụng phụ toàn thân và chỉ cần một liều tối thiểu là chúng ta có thể là có hiệu quả điều trị nếu so với các cái đường dùng khác. Và trên thị trường hiện nay chúng ta có rất nhiều các cái dụng cụ phân phối cũng như là thiết bị tiếp nối. Và phần lớn các cái dụng cụ này nó đều có hiệu quả tương đương nhau. Nhưng mà nếu để sử dụng đúng cách phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ thì chúng ta cần phải thực hiện nhiều bước theo đúng trình tự. Có như vậy nó mới có hiệu quả. Vậy thì trên thực tế có nhiều trẻ bị hen á, nó sử dụng các cái dụng cụ phân phối thuốc nó không đúng cách. Chính vì thế nó không đạt được hiệu quả điều trị và dẫn đến không quản lý được cái bệnh hen và làm tăng chi phí điều trị cho bệnh nhân. Vậy thì từ khi mà cái thuốc nó được tạo ra từ một cái dụng cụ thì thuốc nó sẽ đi như thế nào? Thì khi mà các cái hạt kỳ dung được tạo ra từ máy á, thì người ta gọi đó là liều phát ra. Và từ cái liều phát ra này là chỉ có một số lượng ít được bệnh nhân hít vào, thì người ta gọi đó là liều hít vào. Và một phần nhỏ của cái liều hít vào này chỉ có những cái hạt rất là nhỏ, hạt mịn, thì nó mới đến được đường hô hấp dưới, thì người ta gọi đó là liều lắng đọng. Và trong số những cái hạt mà nó đến được đường hô hấp dưới này, không phải tất cả đều được giữ lại và có từ 1-5% được thở ra ngoài. Thì cái điều nào nó quyết định đến cái sự phân phối các cái hạt khí dung này ở đường thở của bệnh nhân? Thì người ta nhận thấy rằng có 3 cái cơ chế chính làm lắng đọng thì hạt khí dung, đó là tác động quán tính, lắng đọng theo trọng lực và khuếch tán Brownian. Thì đối với cái cơ chế tác động theo quán tính thì đây là cái cơ chế chính để mà lắng đọng đối với các cái hạt có đường kính là trên 5 micromet. Thì chúng ta có thể hình dung rằng giống như chúng ta đang đi trên cao tốc mà đến cái đoạn mà rẽ vào đột ngột, thì những cái xe nào mà lớn thì nếu mà chúng ta không có giảm tốc độ thì mình rất dễ gây ra tai nạn vào thành cái đường cao tốc. Thì cái đường thở của bệnh nhân vậy, thì nếu những cái hạt mà di chuyển với tốc độ cao và không có giảm tốc độ thì nó sẽ không có thay đổi hướng và va chạm vào thành đường thở, gắm vào thành đường thở hết. Và đối với các cái hạt mà có kích thước trên 10 micromet và thì đa phần nó sẽ lắng đọng và là ở mũi. Còn các cái hạt từ 5-10 micromet thì nó có khuynh hướng lắng đọng ở miệng và vùng hạ họng. Cái cơ chế thứ hai đó là cơ chế tác động theo trọng lực. Thì đây là cái cơ chế lắng đọng thuốc đối với các cái hạt có kích thước từ 1-5 micromet. Thì đối với cơ chế này á, thì khi mà chúng ta nín thở thì thường thường khi chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân nín thở 10 giây thì cái việc mà nín thở 10 giây này nó làm tăng cái tỷ lệ lắng đọng của các cái hạt khí dung thêm 10% và làm tăng cái tỷ lệ lắng đọng ở nhu mô phổi gấp 4 lần so với đường thở trung tâm. Và đây là cơ sở tại làm sao mà khi chúng ta khuyên bệnh nhân là hít thở vào nín thì cơ chế thứ ba nó góp phần vào cái việc phân phối các cái hạt khí dung, đó là khuếch tán Brownian. Thì với cái cơ chế này á, nó rất là quan trọng đối với các cái hạt nhỏ là dưới 0.5 micromet. Thì các cái hạt này á, nó sẽ bị va chạm bởi các cái hạt khác một cách ngẫu nhiên, làm cho chúng nó va chạm và găm vào thành đường thở. Thì tóm lại á, thì chúng ta thấy như thế này, đối với các cái hạt lớn từ 5 micromet trở lên á, nó lắng đọng chủ yếu ở phần mũi, họng và khí quản. Trong khi đó ở đường thở dưới á, thì các cái hạt nó sẽ lắng đọng tốt nếu nó có kích thước là từ 2-5 micromet.
Và đối với các cái hạt mà dưới 1 micromet thì nó sẽ lắng đọng ở vùng phía nam. Một cái điểm tiếp theo quan trọng mà nó đóng vai trò trong cái việc phân phối các hạt khí dung, đó là khi chúng ta hít một cái liều thuốc khí dung vào thì không phải tất cả các cái liều đó nó sẽ đi vào phổi hoặc là đường thở dưới. Và tùy theo cái dụng cụ thì trung bình nó có khoảng từ 10 cho tới khoảng 20, tối đa lắm là 60% nó vào được phổi. Còn lại nó không vào phổi thì chúng ta sẽ hít, chúng ta sẽ nuốt xuống ruột và từ đó nó hấp thu vào tuần hoàn hệ thống. Nhưng riêng đối với là corticoid, nó có một cái cơ chế đó là hấp thu từ ruột và qua một cái quá trình chuyển hóa ban đầu, người ta gọi là first pass inactivation. Thế thì nhờ cái mà cái chu trình chuyển hóa ban đầu này, nó sẽ làm giảm thiểu cái tác dụng phụ của corticoid. Và người ta ghi nhận rằng đối với là budesonide thì nó giảm thiểu tới 89%, trong khi đối với fluticasone và mometasone nó giảm thiểu tới trên 99%. Vậy thì cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến cái việc phân phối các hạt khí dung vào đường thở của bệnh nhân? Thì người ta thống kê có các cái yếu tố liên quan đến dụng cụ và thuốc cũng như là các yếu tố liên quan đến bệnh nhân. Yếu tố liên quan đến dụng cụ và thuốc là kích thước các cái hạt khí dung, vận tốc các hạt khí dung, hạt khí dung đó nó có hút ẩm hay là không, rồi độ nhớt và sức căng bề mặt của thuốc cũng như là thuốc dưới dạng huyền dịch hoặc là thuộc dạng dung dịch. Còn đối với yếu tố liên quan đến bệnh nhân thì chúng ta sẽ có các cái yếu tố bao gồm là tuổi, lưu lượng hít vào, rồi thể tích hít vào như thế nào, tần số hít vào như thế nào, cái kiểu thở của bệnh nhân ra làm sao, rồi giải phẫu đường thở hoặc là mức độ nặng của bệnh nhân, cũng như là thể chất, ý thức, cũng như là phương pháp hít của bệnh nhân như thế nào. Thì tất cả những cái yếu tố này nó đều ảnh hưởng đến sự phân phối của hạt khí dung vào đường thở của bệnh nhân. Vậy thì ở trẻ nhỏ nó có những cái điểm lưu ý nào so với là trẻ vị thành niên và người lớn? Thì đối với trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ thì dĩ nhiên chúng ta đều biết rằng á, là cái tỷ lệ lắng đọng thuốc ở đường thở nó sẽ thấp hơn. Nguyên nhân là vì cái kích thước đường thở của trẻ em là nhỏ hơn. Tần số thở của trẻ em nhũ nhi và trẻ nhỏ nó sẽ nhanh hơn và thể tích khí lưu thông nó sẽ thấp hơn. Chính vì vậy cho nên thời gian cái lưu trú của các hạt nhỏ ở trong đường thở ở trẻ em nó sẽ ít hơn. Một cái điểm lưu ý tiếp theo nữa đó là về mặt lưu lượng. Thì người ta nhận thấy rằng cái sự lắng đọng thuốc đối với trẻ trên 5 đến 6 tuổi nó tương tự như ở người lớn. Và cái nồng độ thuốc trong huyệt tương nó cũng tương tự nhau. Chính vì vậy cho nên ở trẻ dưới 6 tháng tuổi thì cái lưu lượng mà thở ra, lưu lượng ra từ cái dụng cụ hít á, nó sẽ lớn hơn cái lưu lượng mà bệnh nhân hít vào. Và chính vì nó lớn hơn bệnh nhân hít vào mà đứa trẻ nó không thể nào trộn lẫn được với cái mà lượng thuốc mà tạo ra từ cái dụng cụ hít. Cho nên nó sẽ làm tăng nồng độ thuốc lên và tăng cái liều lượng cái thuốc hít vào tính theo cân nặng của bệnh nhân, của mỗi bệnh nhân và tăng cái tác dụng phụ cho bệnh nhân. Điểm lưu ý tiếp theo nữa đó là cái kiểu thở của đứa trẻ nó cũng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc lắng đọng thuốc ở đường thở. Vì chúng ta thấy khi mà đứa trẻ nó thở bình thường thì giúp đưa thuốc một cách hiệu quả nhất vào đường thở. Dĩ nhiên là gần như là rất nhiều trẻ khi mà chúng ta áp dụng các cái biện pháp này thì đứa trẻ nó sẽ khóc. Và việc khóc của đứa trẻ nó sẽ làm ảnh hưởng rõ nét, làm giảm cái lượng thuốc đến phổi. Thì cái việc mà chính vì nó khóc nó ảnh hưởng tới cái việc lắng đọng thuốc như vậy, cho nên có nhiều cái suy nghĩ người ta cho rằng là hay là mình cho đứa trẻ nó ngủ rồi mình cho đứa trẻ thở khí dung. Tuy nhiên cái việc mà cho đứa trẻ phun khí dung trong khi ngủ nó lại không có lợi. Là vì cứ mỗi lần mà mình áp dụng cái biện pháp điều trị như vậy thì đứa trẻ nó là thức giấc, mà sau khi thức giấc lên nó sẽ càng quấy khóc, nó kém hợp tác. Và cái việc mà đứa trẻ nằm ngủ thì mình rất khó chụp cái mặt nạ lên mặt đứa trẻ. Và đối với cái kiểu thở, vì đứa trẻ nó thở nó sẽ không hiệu quả, cái lưu lượng thở nó thấp hơn so với là người lớn. Chính vì vậy cho nên là cái bình hít bột khô thì ít được sử dụng cho trẻ nhỏ. Đây là một cái nghiên cứu người ta nhận thấy rằng các cái điều kiện khác nhau của trẻ nó có ảnh hưởng lớn đến cái lượng thuốc vào phổi cũng như là lượng thuốc không vào phổi.
Thì cái hình A và hình A thì chúng ta thấy là hít qua cái bình xịt định liều cộng với buồng đệm cái mặt nạ. Nhưng mà cái mặt nạ mình đặt không khít lên mặt của đứa trẻ, cho nên cái lượng thuốc vào phổi rất là thấp. Tương tự như vậy á, thì nếu mà mình hít mà bằng máy phun khí dung qua mặt nạ, nhưng mà mặt nạ mặc dù nó đặt khít lên khuôn mặt đứa trẻ, nhưng mà đứa trẻ nó la hét khi khóc ở hình D, thì cái tỷ lệ thuốc vào phổi nó cũng thấp. Thì cái điều kiện mà tối ưu để mà tăng cái lượng thuốc vào phổi đó là khi chúng ta cho bệnh nhân hít qua cái bình xịt định liều hoặc là kèm với buồng đệm và mặt nạ đặt khít lên mặt bệnh nhân và bệnh nhân ngồi yên khi hít, thì cái lượng thuốc nó vào phổi là rất là cao, cộng với là cái lượng thuốc mà vào đường tiêu hóa của bệnh nhân thấp hơn nhiều. Và điều này cũng được chứng minh khi mình cho đứa trẻ phun khí dung qua cái mặt nạ và mặt nạ mình đặt lên khít khuôn mặt bệnh nhân và nhưng ngồi yên khi hít, thì lượng thuốc vào phổi nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Một cái điểm lưu ý tiếp theo nữa đó là sau khi mình chọn cái dụng cụ hít rồi á, thì cái thiết bị tiếp nối giữa cái dụng cụ đó và bệnh nhân nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Thì đối với trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ thì nếu được, mà cái được này nó thường áp dụng đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên, thì nếu chúng ta thấy được thì chúng ta cho bệnh nhân ngậm cái ống ngậm thay vì ngậm mặt nạ. Là vì cái lượng thuốc mà nếu chúng ta phân phối bằng cái ống ngậm nó sẽ vào phổi nhiều gấp đôi so với chúng ta sử dụng mặt nạ. Và cái việc mà phân phối thuốc qua mặt nạ hay ống ngậm á, thì trên thực tế á, thì người ta thấy như nhau đối với các cái thuốc giãn phế quản trong cơn hen cấp cũng như đối với budesonide trong điều trị duy trì hen. Và lưu ý về các quý vị rằng là nếu chúng ta chỉ nhấc cái mặt nạ lên khỏi mặt của bệnh nhân chỉ 1 cm thôi, thì nó sẽ làm giảm cái lượng thuốc vào phổi lên 50%. Và nếu chúng ta nhấc ra xa 2 cm thì nó giảm lên tới 80% lần. Và khi mà chúng ta sử dụng mặt nạ thì bất kỳ cái đứa trẻ thường thường nó không thể nào chủ động là hít bằng miệng được, cho nên nó sẽ là có khuynh hướng hít bằng mũi. Và nếu đứa trẻ nó hít bằng mũi thì nó sẽ làm tăng cái lưu lượng lắng đọng thuốc ở đường thở trên của bệnh nhân. Vậy thì đi vào các cái dụng cụ phân phối thuốc ở trẻ em như thế nào? Thì cái dụng cụ mà có từ xưa đến trừ rồi ấy, đó là cái máy phun khí dung khí nén. Thì đây là cái máy phun thuộc thế hệ đầu tiên và có thể sử dụng cái lưu lượng khí lên tới là 10 lít một phút. Và tùy theo các cái hãng sản xuất khác nhau thì cái hiệu quả sử dụng cái máy phun khí nén này nó sẽ khác nhau. Recording in progress. Và cái loại thứ hai đó là máy phun khí dung siêu âm. Thì đây là một cái máy phun khí dung mà người ta sử dụng là các cái rung động cao tần trong các cái tinh thể điện áp để tạo ra các cái hạt khí dung. Thì mặc dù nó rất là hiện đại, nó chạy rất là êm, hiệu quả là đưa thuốc vào phổi rất là cao. Nhưng mà lưu ý đối với máy phun khí dung siêu âm đó là chúng ta không có thể sử dụng được với các cái loại thuốc dưới dạng huyền dịch hoặc là các cái thuốc dung dịch mà có độ nhờ cao. Ví dụ như là Pulmicort là chúng ta khó mà sử dụng đối với là cái máy phun khí dung siêu âm như thế này. Cái loại thứ ba đó là máy phun khí dung dạng lưới. Thì đối với cái máy phun khí dung dạng lưới này nó có hai loại, lưới tĩnh và lưới rung. Thì chính nhờ các cái lưới này nó sẽ tạo ra các cái hạt khí dung là đủ nhỏ để đưa vào đường thở của bệnh nhân. Và cái thế hệ sau này á, thì chính vì cái sự phối hợp giữa cái thao tác hít cũng như là cái thuốc phân phối từ cái dụng cụ hít nó không đồng bộ ở trẻ em, cho nên người ta mới sản xuất ra là cả cái máy phun khí dung là thông minh và đồng bộ hóa với là nhịp thở của bệnh nhân. Thì cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để sử dụng được cái máy phun khí dung loại này. Vậy thì khi so sánh cả cái loại máy phun khí dung với nhau á, chúng ta thấy rằng là mỗi loại máy nó có một cái ưu điểm riêng, có một cái nhược điểm riêng. Nhưng mà đa phần cả cái cơ sở y tế của chúng ta đều hiện tại đang sử dụng cả cái máy phun khí dung khí nén. Thì đối với cái máy phun khí dung khí nén này á, thì cái thời gian điều trị nó dài hơn, nó có thể lấy nhiễm bệnh nếu chúng ta không tuân thủ các cái biện pháp vệ sinh dụng cụ tốt, rồi chúng ta cần phải chuẩn bị dụng cụ trước khi điều trị. Tuy nhiên có một số thuốc á, nó không có dị dạng là phun khí dung, cho nên nó rất khó để sử dụng với cái dụng cụ này và nó sẽ kém hiệu quả hơn một số các cái dụng cụ khác. Chúng ta đi qua một cái phương tiện khác để mà phân phối thuốc cho bệnh nhân, đó là bình xịt định liều. Thì
Thì đối với cái bình xịt định liều này, nó thuận tiện, nó dễ sử dụng, nó di động, đấy, rất là nhỏ gọn để phân phối thuốc. Tuy nhiên là cái trở ngại đó là cái lực bấm của đứa trẻ nó không có đủ mạnh. Và cái trở ngại lớn nhất đó là rất là khó để phối hợp giữa cái động tác bấm xịt và cái động tác hít trẻ nhỏ. Thì trên thực tế tụi tôi thường gặp một số bệnh nhân như thế này, tức là nói cháu đã được điều trị bằng cái thuốc xịt như thế này rồi, thì tôi kiểm tra xem thử là người ta xịt như thế nào, thì có vô vàng cái kiểu xịt mà nó không có hợp lý, và chính vì vậy làm cho bệnh nhân nó không có hiệu quả điều trị cao. Đối với cái bình xịt định liều này á, thì thông thường ở trẻ em á, chúng ta phải sử dụng kèm với là buồng đệm. Thì khi mà sử dụng kèm với buồng đệm á, thì chính vì cái buồng đệm nó có công kênh hơn một chút, cho nên là cái nhược điểm nó là ít di động so với là cái bình xịt định liều đơn thuần. Một cái dụng cụ hít tiếp theo đó là cái bình hít hạt mịn. Đối với cái bình hít hạt mịn này, cái thời gian điều trị ngắn, nó chứa nhiều liều thuốc dạng lỏng dưới 20 microlit, rất là tiện dụng. Và nó giảm lắng đọng thuốc ở cái vùng hầu họng, do các cái đám bụi mù này nó di chuyển rất là chậm, có thể đến là 1,5 giây. Và giúp cho trẻ có đủ thời gian nó phối hợp giữa cái động tác hít vào với cái động tác bấm xịt. Và cái lắng đọng thuốc ở phổi ấy, nó tương đối cao so với bình xịt định liều cũng như là bình hít bột khô. Tuy nhiên thì phương tiện này nó không sử dụng được cho trẻ là dưới 6 tuổi. Một cái dụng cụ hít tiếp theo đó là cái bình hít bột khô. Thì đây là cái dụng cụ nó khởi động bằng hơi thở. Và trong cái bình hít này nó có chứa các cái hạt thuốc rất là nhỏ, với cái đường kính là nhỏ hơn 5 micromet, kết hợp với các cái hạt mang. Đây, cái hạt mang này thường thường á, là lacto hoặc là glucose. Cho nên là khi mình bảo bệnh nhân hít xong rồi á, mình hỏi bệnh nhân cảm giác như thế nào, thì bệnh nhân có cảm giác là ngọt ngọt ở miệng họng. Thì đối với cái dụng cụ bình hít bột khô như thế này á, thì đòi hỏi là cái lưu lượng hít vào tối thiểu là phải 28 lít một phút, và bệnh nhân cần phải hít nhanh để đảm bảo thuốc nó vào được trong phổi. Tuy nhiên là đối với trẻ nhỏ thì mình không thể nào mình áp dụng cái bình hít bột khô này cho trẻ nhỏ được. Chính vì vậy nên đối với trẻ từ 6 tuổi trở lên thì chúng ta mới cân nhắc sử dụng cái bình hít bột khô cho trẻ. Và một cái điểm lưu ý tiếp theo nữa đó là khi mà đứa trẻ nó đang ở trong những cái bệnh lý cấp tính, ví dụ đứa trẻ đang lên cơn hen cấp, thì cái việc mà sử dụng bình hít bột khô này nó sẽ không phù hợp lắm. Thì đây là một số hình ảnh các cái bình hít bột khô mà chúng ta có thể thấy ở trên thị trường. Thì khi so với là cái bình hít bột khô với là cái bình hít bột mịn á, thì mỗi loại nó có một cái ưu điểm hoặc là những nhược điểm khác nhau, giống như trên bảng này. Và chúng ta đã có rất là nhiều các cái phương tiện phân phối thuốc khác nhau. Vậy thì cái ưu và nhược điểm nó ảnh hưởng đến cả cái phương tiện này như thế nào? Đây là một cái nghiên cứu thì người ta cho mình biết rằng là khi sử dụng albuterol và salbutamol qua cả cái phương tiện như là máy phun khí dung, hoặc là bình xịt định liều, hoặc là bình xịt định liều cộng với là buồng đệm và bình hít bột khô, thì cùng với cái liều lượng như vậy thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta sử dụng cái bình hít bột khô thì cái tỷ lệ mà thuốc nó vào phổi là lên đến 27%, nhưng mà cái tỷ lệ mà lắng đọng ở vùng hầu họng nó rất là cao, lên tới 54%. Và chính cái 54% này nó rất dễ đưa đến các cái tác dụng phụ toàn thân cũng như tại chỗ cho bệnh nhân. Trong khi nếu chúng ta sử dụng cái bình xịt định liều mà có buồng đệm kèm theo, thì cái tỷ lệ thuốc mà vào phổi á, phần màu vàng á, lên tới 20%, trong khi rất ít thuốc lắng đọng ở vùng hầu họng, và từ đó làm giảm thiểu cái tác dụng phụ tại chỗ cũng như là toàn thân cho bệnh nhân nếu mình sử dụng các cái thuốc này. Thì đây là một cái bảng mà so sánh là các cái dụng cụ phân phối thuốc khác nhau, đi từ hiệu suất cho tới tính tiện dụng của các cái dụng cụ này. Thì ở đây có xét tới là bình xịt định liều cộng buồng đệm, rồi bình hít bột khô cũng như là máy phun khí dung. Thì các quý vị có thể tham khảo. Vậy thì đứng trước nhiều cái dụng cụ phân phối thuốc như vậy, thì làm thế nào chúng ta có cái cách để mà chọn lựa cho phù hợp với từng đứa trẻ? Thì đối với trẻ mà từ 5 tuổi trở xuống á,
thì thông thường chúng ta sẽ chọn là bình máy phun khí dung hoặc là bình xịt định liều cộng với buồng đệm. Rồi sau đó chúng ta xem thử là bố mẹ hoặc là đứa trẻ nó có thích như vậy hay là không. Còn đối với trẻ từ 6 cho tới 12 tuổi thì chúng ta sử dụng là cái bình cái máy phun khí dung hoặc là bình xịt định liều cộng với buồng đệm có ván, hoặc là cái bình hít mà hạt mịn hoặc là bình hít bột khô. Rồi sau đó chúng ta đánh giá xem thử là trẻ thở nó có đủ mạnh hay là không. Thì thông thường là người ta chia ra làm hai nhóm là cái lưu lượng hít vào trên 30 lít một phút và lưu lượng hít vào dưới 30 lít một phút. Để từ đó người ta quyết định tiếp. Quyết định tiếp là sao? Tức là chúng ta xem thử là cái việc phối hợp giữa là cái động tác bấm xịt và cái động tác hít có tốt hay là không. Để chúng ta chọn là bình xịt định liều, rồi bình hít bột khô hay là cái máy. Tuy nhiên là để cái xác định cái việc mà đứa trẻ hoặc là bệnh nhân nó hít với lưu lượng trên 30 hay là dưới 30 thì thật ra rất khó là chúng ta. Thế thì trên thị trường á, người ta mới đưa ra một cái dụng cụ. Thì cái dụng cụ này giúp cho mình đánh giá cái sức cạn cũng như là cái lưu lượng thở vào của từng loại dụng cụ khác nhau. Đi từ là cái bình xịt định liều rồi tới là cái bình hít bột khô. Để từ đó chúng ta có thể chọn được cái mà dụng cụ phân phối thuốc hợp lý cho bệnh nhân. Sau khi chúng ta đã chọn được cái dụng cụ phân phối thuốc cho bệnh nhân rồi, thì cái việc tiếp theo của mình đó là mình sẽ chọn các cái thiết bị tiếp nối. Thì thực tế là có những cái thiết bị tiếp nối ví dụ như là mặt nạ hoặc là ống ngầm với những cái điều kiện khác nhau. Thì nếu mà giả sử lúc đầu chúng ta sử dụng cái máy phun khí dung, thì cái câu hỏi đặt ra để chọn thiết bị tiếp nối đó là đứa trẻ có thể sử dụng với cái ống ngầm hay là không. Nếu được thì chúng ta cho đứa trẻ sử dụng với ống ngầm. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái máy phun khí dung mà đứa trẻ nó không sử dụng được ống ngầm thì chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ cho bệnh nhân. Và nếu mà đứa trẻ sử dụng được mặt nạ thì chúng ta có thể tiếp tục sử dụng mặt nạ. Tuy nhiên có một số đứa trẻ không thể nào sử dụng mặt nạ, và nếu có điều kiện, có phương tiện thì chúng ta có thể cho sử dụng là máy phun khí dung mà phun thuốc qua cái hút hoặc là qua cái mặt nạ có gắn cái đầu vụ giả. Thì cái hình ảnh cái mặt nạ có gắn đầu vụ giả chốc nữa tôi sẽ trình bày ở cái phần sau. Còn đối với trường hợp mà chúng ta sử dụng cái bình xịt định liều thì chúng ta phải xem xét là đứa trẻ nó có phối hợp giữa thao tác hít và thao tác bấm xịt tốt hay là không. Và nếu đứa trẻ nó thao tác tốt thì chúng ta có thể sử dụng cái buồng đệm mà không cần có van vậy, không cần có van được. Tại vì thật ra cái buồng đệm có van nó sẽ đắt tiền hơn cái buồng đệm không có van. Còn nếu mà thao tác mà sử dụng nó không có hợp lý giữa cái bấm xịt và hít thuốc thì chúng ta nên sử dụng cái buồng đệm có van. Và sau khi chúng ta đã chọn cái buồng đệm có van rồi thì nhiệm vụ chúng ta phải xem tự là đứa trẻ có thể sử dụng được với cái ống ngầm hay là mặt nạ, để từ đó chúng ta sẽ chọn ống ngầm hay mặt nạ cho đứa trẻ. Thì cái một số thiết bị tiếp nối như thế này. Đầu tiên là mặt nạ. Thì cho tới bây giờ có 3 cái loại mặt nạ khác nhau. Thì mặt nạ mà nạp thuốc ở phía trước mà chúng ta có trên thị trường là mặt nạ Leado, hoặc là cái mặt nạ nó nạp thuốc ở phía dưới nạp lên, rồi cái mặt nạ nguyên mẫu. Với 3 cái mặt nạ này, khi người ta làm nghiên cứu thực nghiệm á, người ta thấy rằng cái mặt nạ mà nếu mà nạp ở phía trước á, thì cái tỷ lệ thuốc mà lắng đọng tập trung ở quanh mắt của đứa trẻ nó rất là cao. Trong khi cái mặt nạ mà nạp ở phía dưới á, thì cái tỷ lệ mà thuốc mà lắng đọng ở khắp các nơi trên mặt đứa trẻ rất là nhiều. Nên đây là cái mặt loại mặt nạ mà chúng ta không nên sử dụng. Cái mặt nạ nguyên bản thì cái tỷ lệ lắng đọng ở vùng mắt của đứa trẻ nó ít hơn. Thì đây là một cái nghiên cứu người ta so sánh giữa là 3 cái loại mặt nạ mà chúng ta có thể sử dụng trên thực tế. Thì mặt nạ thứ nhất là Kings, mặt nạ thứ hai Leado và mặt nạ thứ ba là McCarthy. Thì với cái 3 cái mặt nạ này thì lưu ý về quý vị, tức là cái mặt nạ McCarthy á, thì mặc dù trên hình đấy á, là có 2 cái lỗ hai bên để là cho đứa trẻ nó khỏi hít lại CO2. Nhưng mà trong cái thực nghiệm này á, thì người ta dán 2 cái lỗ này lại. Thì người ta xem thử là cái hiệu quả của 3 cái mặt nạ này như thế nào. Thì cái loại McCarthy là tỷ lệ thuốc nó lắng đọng là thấp nhất. Cho nên là nếu được thì mình chọn cái loại mặt nạ khác.
Ok, mặt nạ mà đã giới thiệu với quý vị trong cái slide trước đó là cái mặt nạ có gắn cái núm vú da. Thì cho tới bây giờ thì cái này nó còn rất là hiếm ở tại nước mình. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ có gắn cái núm vú da này á, thì bản thân đứa trẻ, nhất là trẻ nhũ nhi á, nó có thể nó ngồi yên, nó không quấy khóc dậy dùa. Và khi mà so sánh cái lượng thuốc vào phổi của cái mặt nạ thông thường so với cái mặt nạ có gắn núm vú da thì cái tỷ lệ thuốc vào phổi của hai loại mặt nạ này tương đương nhau. Cho nên nếu có điều kiện và để trấn an đứa trẻ khỏi bị quấy khóc kích thích thì chúng ta có thể sử dụng cái mặt nạ có gắn cái núm vú da này. Ngoài ra thì chúng ta có thể là sử dụng cái thiết bị phân phối thuốc qua mũi, ví dụ qua cái ngăn mũi này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng qua hút như thế này nếu mà đứa trẻ nó không có thể chấp nhận được cái mặt nạ. Tuy nhiên đòi hỏi cái phương tiện, và cái phương tiện này nó đắt tiền. Cái thiết bị tiếp nối tiếp theo nó vô cùng quan trọng ở trẻ em, đó là cái buồng đệm. Thì đối với buồng đệm này nó có hai loại, buồng đệm có van và buồng đệm không có van. Thì chúng ta nên chỉ định cái loại buồng đệm có van đối với những cái trường hợp đứa trẻ nó không có phối hợp được động tác tốt giữa cái bấm xịt và cái động tác hít thở. Và nên chúng ta chọn cái loại buồng đệm có van, nhất là trong trường hợp mà cấp tính khi đứa trẻ nó khó thở. Và đối với các cái thuốc mà dạng phế quản á, thì khi làm nghiên cứu á, thì người ta nhận thấy rằng là không có khác biệt về cái tỷ lệ lắng đọng giữa cái buồng đệm có thể tích nhỏ lẫn cái buồng đệm có thể tích lớn ở trẻ bị hen. Thì đây là một cái nghiên cứu cũng khá lâu rồi ở tại Ấn Độ. Thì người ta là sử dụng cái mà buồng đệm tự chế tại nhà. Và trong cái giai đoạn mà khó khăn của chúng ta trước đấy, chúng ta cũng hay làm, tức là lấy chai nước chúng ta cắt ra làm cái buồng đệm. Thì cái buồng đệm này dĩ nhiên nó không có ván rồi. Thì người ta làm nghiên cứu ở tại Ấn Độ thì người ta nhận thấy rằng cái buồng đệm mà tự chế tại nhà không có ván này nó vẫn có hiệu quả tương đương cả cái buồng đệm bán ra trên thị trường nếu chúng ta sử dụng các cái loại thuốc mà dạng phế quản cho bệnh nhân đấy, trong cơn hen cấp của bệnh nhân. Tuy nhiên là cái nghiên cứu này không có đề cập tới cái việc mà phân phối corticoid. Chính vì vậy cho nên nếu mà quý vị mà mình có cái gọi là có sở thích hoặc là mong muốn xem thử là cái vai trò của buồng đệm tự chế tại nhà này nó phân phối thuốc corticoid như thế nào, chúng ta có thể làm nghiên cứu xem thử là so với là cái buồng đệm mà bán trên thị trường nó hiệu quả ra làm sao. Chính vì chúng ta có nhiều các cái phương tiện phân phối thuốc cũng như là thiết bị tiếp nối như vậy và làm cho cái người sử dụng, nhất là các bác sĩ nhi khoa chúng ta gặp lúng túng. Chính vì vậy cho nên là chi hội hô hấp nhi của Hội Nhi khoa Việt Nam chúng tôi có đồng thuận là cái cách chọn thiết bị tiếp nối cũng như là chọn buồng đệm cho trẻ em Việt Nam như thế này. Thì đối với trẻ mà từ 2 tuổi trở xuống thì chúng ta ưu tiên chọn là bình xịt định liều cộng buồng đệm và sử dụng mặt nạ. Còn đối với trẻ từ 3 cho tới 6 tuổi thì chúng ta ưu tiên chọn là bình xịt định liều cộng buồng đệm và ống ngầm. Đối với trẻ từ 6 cho tới 12 tuổi sử dụng các cái thuốc dạng phế quản thì chúng ta có thể sử dụng bình xịt định liều cộng buồng đệm hoặc là bình xịt định liều khởi động bằng hơi thở hoặc là bình hít bột khô. Còn đối với trẻ mà có sử dụng corticoid từ 6 cho tới 12 tuổi hoặc là từ 12 tuổi trở lên thì chúng ta cần phải sử dụng là có buồng đệm. Thì để kết luận cho cái bài trình bày của tôi ngày hôm nay, tôi xin được rút ra một số điểm như thế này. Đó là cái việc sử dụng thuốc theo đường hít là một cái ưu tiên chọn lựa ở trẻ em, là do thuốc nó đưa trực tiếp đến phổi, thuốc nó có tác dụng nhanh, nó ít tác dụng phụ toàn thân và chỉ cần liều tối thiểu là có thể hiệu quả nếu so với các cái đường dùng khác. Và có 3 cái dụng cụ phân phối chính được sử dụng ở trẻ em hiện nay, đó là máy phun khí dung, bình xịt định liều và bình hít bột khô. Đi kèm với 3 cái dụng cụ phân phối thuốc này thì chúng ta có các cái thiết bị tiếp nối thường được sử dụng, đó là mặt nạ, đó là ống ngấm. Cho lại cái slide cuối cùng. Đó là mặt nạ, đó là ống ngấm, rồi đó là buồng đệm và có qua mặt nạ hay là ống ngấm.
Và các cái yếu tố ảnh hưởng đến lắng đọng thuốc ở phổi bao gồm là dụng cụ, thuốc và bệnh nhân. Và cái việc lắng đọng thuốc ở tại đường thở của trẻ nhỏ thì nó sẽ giảm ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ, do cái khẩu kính đường thở nó nhỏ hơn, tần số thở của trẻ em là nhanh hơn, hệ tích khí lưu thông nó thấp hơn. Tuy nhiên cái liều lượng thuốc khi dùng vào phổi ở trẻ em nó tính theo cân nặng thì nó lại tương tự như người lớn. Cho nên là chúng ta không cần phải giảm liều thuốc khi dùng ở trẻ em trừ trường hợp là quá nhỏ. Và các cái vấn đề cần lưu ý khi mà chọn lựa dụng cụ phân phối thuốc ở trẻ em là bao gồm chúng ta phải xét đến các cái thuốc, chúng ta phải xét đến các cái dụng cụ cũng như là xét đến là các yếu tố về mặt bệnh nhân. Và nhu cầu cũng như loại thiết bị tiếp nối nó phụ thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân và nhất là khả năng chấp nhận của bệnh nhân. Chúng ta cần chọn cái thiết bị nào mà bệnh nhân có thể chấp nhận được là chúng ta sẽ sử dụng cho bệnh nhân. Thì xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Thank you, Dr. Son. The very comprehensive overview of spacer and delivery devices. I just want to ask if there's any questions. Any questions for us? Yes. Em rất cảm ơn cái phần trình bày của thầy và giáo sư Ben ạ. Thì em thấy cái bài trình bày của thầy rất là hay, rất là mới mẻ, và em nghĩ là cái này thì mình dùng từ lâu rồi, nhưng mà để hiểu một cách chi tiết và cặn kẽ như vậy thì là chắc là bản thân em là lần đầu tiên được nghe. Thì em xin có một câu hỏi cho thầy như thế này ạ. Em thấy như trong cái bài của thầy cũng như trong cái đồng thuận của Hội Hấp Việt Nam vẫn là ưu tiên là cho dù trẻ ở mọi lứa tuổi vẫn là sẽ ưu tiên sử dụng bình xịt định liều và sẽ là có cái bộ phận dụng cụ đi kèm tùy theo từng lứa tuổi. Và cái khi dùng là cái lựa chọn thay thế. Nhưng mà cái thực tiễn hiện nay thì có lẽ là ngay cả trẻ trong cái cơn hen cấp hoặc là đang trong cái đợt wheezing mà nhập viện thì là rõ ràng là nhân viên y tế ở Việt Nam vẫn là ưu tiên sử dụng khí dung. Thì xin thầy cho một số cái giải thích hoặc một số cái comment về cái vấn đề này, và liệu là trong cái hội nghị này thì thầy có muốn khuyến cáo các bác sĩ ở đây sẽ tích cực hơn trong cái việc là giáo dục hoặc là hướng dẫn người nhà hoặc là bệnh nhân khi vào nhập viện thì sẽ là ưu tiên sử dụng cái bình xịt định liều không ạ? Và về giáo sư Ben, I have a question for you. Thầy Ben thì thầy có một cái chủ đề ngày thầy nói trong cái bài viêm phổi, đó là thầy nói là sau khi bị COVID thì có một cái tình trạng là mất nợ miễn dịch, cho nên mình thấy sau khi bị COVID đó thì là các cái trẻ thường là nhiễm trùng sẽ nặng hơn nè, rồi mắc nhiều bệnh virus hơn. Thì ở Việt Nam vẫn có một cái quan niệm là hậu COVID, nghĩa là sau khi bị COVID thì hệ miễn dịch nó bị suy giảm và từ đó thì là nó làm cho mình dễ bị bệnh nặng. Thì liệu là mong thầy Ben có thể giải thích rõ hơn về cái vấn đề này. Rất cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Kim Phương. Thì thật ra là khi mình chọn cái dụng cụ phân phối thuốc cũng như là thiết bị tiếp nối cho bệnh nhân á, thì mình phải xét tới cái yếu tố là hiệu quả có hay là không, các cái lợi ích mà bệnh nhân mang lại có hay là không. Thì khi mà mình sử dụng như vậy á, thì đa phần là vì ở đây mình quen về cái việc là máy phun khí dung. Thì thật ra là cái mà bình xịt định liều á, ở trẻ em là mình phải sử dụng kèm với là cái buồng đệm. Và chính vì mình kèm với buồng đệm như thế này á, cho nên là đòi hỏi bệnh nhân á, là phải là chuẩn bị sẵn, gia đình phải chuẩn bị sẵn buồng đệm. Mà cái buồng đệm của mình đấy nó khác ở các cái nước phát triển, tức là mình phải, gia đình phải tự chi trả. Và những cái thuốc đó là gia đình gần như phải tự chi trả. Thế thì khi vào viện á, thì có một cái điểm như thế này, đối với trường hợp mà cơn hen cấp mức độ nhẹ và trung bình ở trẻ em á, thì mình có thể sử dụng là bình xịt định liều cũng được, máy phun khí dung cũng được. Nhưng mà thật ra đối với những cái trường hợp mà cơn hen cấp mà mức độ nặng, thì ngoài cái thuốc ra, một trong những cái phương tiện mình cần phải có đối với bệnh nhân đó là cho bệnh nhân thở oxy. Và thế thì khi mà mình cho bệnh nhân thở oxy như vậy á, thì mình không thể nào sử dụng cái bình xịt định liều được. Cho nên là ở trong bệnh viện, nhất là khi bệnh nhân vào vì cơn hen cấp từ nặng trở lên cho tới nguy kịch, thì mình sẽ sử dụng phun khí dung với cái nguồn phun là oxy, thay vì mình sử dụng cái máy nén khí để làm cái nguồn phun cho bệnh nhân. Thì khi mà mình sử dụng với nguồn phun là oxy như vậy á, thì mình có thể sử dụng cái hệ thống dây dẫn,
cộng về cái bơm phun nối về cái nguồn oxy, và mình có thể bật lên là 8 lít một phút thì nó sẽ phun hiệu quả giống như là cái máy phun khí dung vậy, nó vừa cung cấp oxy vừa cung cấp thuốc cho bệnh nhân. Và chính vì cái thói quen như vậy cho nên là người ta cũng có khuynh hướng là tức là ngay cả khi cơn hen cấp mà không nặng thì người ta vẫn là có khuynh hướng là cho bệnh nhân phun khí dung thay vì cái bình xịt tiền liều. Thì với cái bản thân mình thì mình vẫn thích là sử dụng cái bình xịt tiền liều hơn vì nó nhanh hơn cho bệnh nhân, trừ trường hợp bệnh nhân nặng. Dr. Son, may I just quickly ask you before I answer, just about the accessibility of the spaces. You've said that previously there was a major cost burden and it wasn't really feasible. Do you think you've shown convincing evidence that the spacer is by far the best way to give inhaler therapy? Do you think it's feasible now for that to become standard practice in Vietnam? Bây giờ nếu mà chúng ta sử dụng cái máy phun khí dung á thì thật ra là nó dễ sử dụng hơn. Đó, mình hướng dẫn nó dễ hơn. Thế thì khi mà bình xịt định liều á thì ngoài cái việc mà bệnh nhân có thể là sử dụng được hay không á, thì khi mà chúng ta kê cái bình xịt định liều cho bệnh nhân, chúng ta phải huấn luyện người nhà. Đấy, và để huấn luyện người nhà mà để chắc ăn người ta có làm được á thì chúng ta là thường thường là yêu cầu người ta phải làm lại trên đứa trẻ cho bệnh nhân. And I will just quickly explain the immune death concept, which I should say that we are all learning as we go along. The current perception is that the fact that children are now getting very severe respiratory virus infections, we don't think that it's due to the COVID. It's not the COVID that's changed their immune systems. Most children who have had COVID, there are rare exceptions, but do really well, and their immune systems do well. But what has happened is because of COVID, we have had very strict social distancing, which means that the viruses that normally circulate stopped circulating. And that data I showed you from Australia showed how RSV stopped circulating around the country. It stopped circulating totally, and then when it started circulating, it only circulated in pockets of the country. So the normal circulation was completely disrupted. The understanding is that, and that's where the immune depth theory comes from, that with constant exposure to viruses, our immune systems are constantly updated. And young children are well evolved to adapt to new virus infections. Although we see children in hospital, in a usual year without COVID, most children get multiple virus infections. Their immune systems cope with that well, and the immune system gets updated. Now we've had 2 years of no virus circulating. So our immune systems, in a sense, are not updated, especially those of young children. Most of us have seen all the other viruses before, but young children haven't. So they now are getting viruses at an older age for the first time, whether it's RSV or adenovirus, where pre-COVID they may have been exposed when they were 6 months or 18 months old. Now they may be 3 or 4 years old when they get it for the first time, and their immune system has not been exposed. And that has created this, what we believe is a legacy and a debt due to COVID. So it's not something that should persist. The current thinking is that this will be there for a season or two until virus circulation is restored and children essentially have their immune systems updated again. So you can see it puts us in a very difficult dilemma. What is the best thing to do? Should we just allow viruses to circulate normally and socialize, kiss our children, hug our children, all the things that we used to do, or should we distance ourselves the whole time? It still needs to be resolved, but we know that it requires critical thinking, and that in the past, our immune systems probably benefited from regular exposure, which prevented us
from developing severe disease from common viruses. Does that make sense? Thank you, Yus. I want to raise a question relevant with CAP that your presentation. I know that with the adult, for example, in the guideline of ADSA in US, they changed the starting to use antibiotics based on the surveillance data at local after, I remember, 12 years. But relevant with the children, and how about, because until now we have not updated from the guideline, and we want, that is the first. And the second now, I think that in some, in the current practice, if we can differentiate diagnosis between bacteria and virus, in some case with moderate or serious, we even to make decision to use antibiotic starting. So how do you think about this, and how the current practice in Australia relevant with the antibiotic choice for the children in CAP? I'll try and be brief, but just to say there are clearly no easy answers. But the global, I think, standard is that the antibiotic treatment recommendations should be based on the local drug resistance patterns in the organisms circulating. That's why it's so important that we improve the microbiology services in Vietnam. It's very difficult to make a single guideline for the whole country or for the whole world, because everywhere the challenges are different. We know that there's very high rates of drug resistance in Vietnam, but we also know that evidence have shown that simple amoxil provides good treatment outcomes even in countries with high rates of drug resistance. So I think practice in Australia is still that first line treatment is standard amoxil, the same as it is in other parts of the world. If someone develops complicated pneumonia or don't respond to that amoxil, we will investigate them microbiologically and we will treat them according to the existing drug resistance patterns in our setting. The other piece of information that is valuable is to have the viral testing ability so that you know which viruses are circulating certain times of the year. If we know this is an RSV peak or this is an influenza peak, we know that most of the children coming to hospital will likely be due to those viruses, and we will only treat with antibiotics if there's a bacterial complication. Now, that's difficult in a place where you don't have the information. How to make the distinction? I think of all the tools we have available, chest x-ray is not very helpful, but clearly a child with a frank lobar pneumonia, we will always treat with antibiotics. We give them the benefit of the doubt. But what has been shown to be most useful are the inflammatory markers. White cell count, less so, but CRP. And there's good data from Vietnam to suggest that a CRP threshold of less than 10 tells you that this is not bacterial. Above 50, it's highly likely to be bacterial. And between 10 and 50 is where you have to make a judgment call. But it's a very useful test to at least help you identify those children in whom antibiotics is not necessary to be considered. And like Professor Son said, you have to revise that decision as the child, during the course of the disease. A child that presents with a viral infection don't need antibiotics, but a small percentage of them can develop bacterial complications. So they need to come back if the fever recurs. And sometimes within our hospitals, children get exposed to new infections while they are in hospital, which will change our practice. But the CRP, I think, as a simple, available test, is the most useful. If you're in a hospital without CRP access, then using clinical signs of runny nose, wheezing, the absence of fever, those are the children currently receiving antibiotics that don't need antibiotics. I'll stop there. I know that there's a lot to unpack and that you have far more experience in your local condition. But thank you for the question.